Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đã tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Chúng ta được sinh ra như thế. Mẹ cô bé Cathy hôm nay thiệt lạ lùng, buồn bã và ủ dột. Bà đeo tạp dề suốt cả ngày, thậm chí còn đổ nhầm cả cà phê vào chén ngũ cốc của Cathy lúc sáng. Mẹ ơi, sao mẹ khóc? Mẹ vẫn ổn mà con yêu. Nhưng cha vẫn đang rất vui kia mà, sao mẹ lại buồn đến thế? Lớn lên con sẽ hiểu con yêu à. Mình phải tự tìm hiểu chuyện này mới được. À, đã có kế hoạch rồi. Sau bữa tối, khi cha đang ngồi trên chiếc ghế đọc báo, Cathy lại gần và ngồi xuống kế bên ông. Chuyện gì thế, Cathy? Cha ơi, tại sao mẹ lại buồn? Có vài điều con chưa thể hiểu được cho đến khi trưởng thành, con yêu ạ. Đó cũng là điều mà mẹ đã nói với con. Nhưng con đã đủ lớn để biết mẹ buồn biết bao trong khi cha lại vui vẻ cha. Có vẻ như cha hạnh phúc khi làm mẹ buồn phiền. Tại sao lại thế hả cha? Cathy nghe nè. Cha nghĩ là có lẽ sẽ công bằng khi cho con biết rằng mẹ và cha có vài sở thích khác biệt nhau những ngày gần đây. Và mẹ nghĩ rằng điều đó đã đẩy cha mẹ ra xa nhau. Thế tại sao cha không muốn gần gũi với mẹ? Không phải là cha không muốn. Đó chỉ là một trong những cách mà sự việc xảy ra. Con không tin. Con biết rõ là nếu con yêu thương ai đó, con sẽ không muốn làm người đó buồn, bất kể vấn đề gì xảy ra. Ngay lúc đó, mẹ bước vào phòng và thấy cả hai cha con đang ngồi bên nhau trên chiếc ghế. Bà liền bỏ lên lầu trong tiếng sụt sịt. Cha nhìn coi, cha đã làm gì vậy? Cathy, cha biết con luôn muốn tất cả mọi người đều hạnh phúc. Nhưng đôi khi điều đó là không thể. Cha có một vài... Cha không cảm nhận được nỗi đau của mẹ. Nhưng con có thể đó. Giống như ai đó nhồi bóng rổ vào bụng hay nhét bóng bông vào cổ họng con đó. Trông mẹ khổ sở. Còn cha yêu mẹ. Sao cha không cho mẹ thấy tình yêu của cha? Con bao nhiêu tuổi vậy, Cathy? 8 tuổi rưỡi ạ. Vậy mà cha lại nghĩ qua một đêm con đã sang tuổi 30 rồi đó. Nhưng nè, sao con lại có những cảm nhận sâu sắc đến thế? Đó là một phần của cuộc sống ạ. Chúng ta được sinh ra để cảm nhận sâu sắc mà. Cảm ơn con, Cathy. Tình yêu của anh thực sự xin lỗi. Cha thấy chưa? Con đã nói chúng ta được sinh ra như thế mà. Yêu thương và được yêu thương. Đó là điều mà mọi người luôn luôn mong muốn. Chính yêu thương đã giúp chúng ta có được niềm tin, nhận ra được lẽ sống, nhìn ra cái đẹp, thấy được những điều tích cực xung quanh mình. Vì vậy, hãy luôn cố gắng trở thành một con người luôn biết yêu thương và trân quý cuộc sống này.